Hello, em xin chào mấy anh em ha. Chúc mấy anh em ngày mới tràn đầy năng lượng nha anh em. Bữa nay tiếp tục lên một số mẫu lưới câu bên anh em cho anh em tham khảo nha anh em. Thì đầu tiên em lên cho anh em là tham khảo là cái mẫu thái nha anh em. Thái bên em ha. Thì lưới câu bên em là làm toàn bộ thủ công bằng tay nha anh em. Từ cái mũi cho tới cái ngạnh ha. Tự giũa tay nhà làm ha anh em. Thì lưới câu bên em là cực kỳ luôn. Cực kỳ nhạy và bán nhiều lắm nha anh em. Thì lưới câu này bán từ trước tới giờ ha. Nhiều lắm nha anh em. Thì cái mẫu này là mẫu thái nha anh em. Thì thép thì em lựa thép tốt, mua về bẻ cho bẻ làm ha anh em. Thì thép này thì nó cứng. Nó cứng dữ lắm nha anh em. Lưỡi câu anh em tự nhìn đánh giá hay từ cái mũi tới cái ngạnh đó nha anh em. Cực kỳ luôn, thép này thép tốt ha. Thì cọng anh đang cầm trên tay, cọng này là cọng 2.8 nè anh em, 2.8 dài 60 ha. Thì cọng này hiện tại em đang bán giá là 250 nha anh em. 250 một cọng anh em, cọng này chất lượng lắm nha anh em. Lưỡi câu này xài chất lượng lắm ha, cọng này anh em kéo cá lớn từ 3 kg trở lên ha. Không sợ nha anh em, cọng này chất lượng lắm ha. Mẫu mẫu thái anh em mua nhiều lắm nha anh em. Cái mẫu này là cộng 22 nè anh em. 22 thì nó hơi nhỏ hơn chút nha anh em. Nhưng lưỡi câu lưỡi nào như lưỡi nấy ha. Từ cái mũi tới cái ngạnh là lưỡi nào như lấy cực kỳ luôn. Nó bén và nó thông cực kỳ luôn nha anh em. Đẹp lắm nha anh em. Mẫu mẫu thái anh em thích mẫu này chụp màn hình là gửi em anh em. Và tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm mẫu ha. Mẫu này mẫu ó anh em. Hôm nay anh em câu anh em thường câu mà gặp mấy cá tấp nhảy là anh em lấy lưỡi này chị nữa ha. Cái mẫu này mẫu dùng bếp bên em anh em. Mẫu đu liền anh em. Cộng này thì cộng 2.2 nè. Cộng 2.2 thì bán giá 200 anh em. Em giao hàng toàn quốc ha. Anh em nào điện đặt hàng thì em có để số điện thoại trên tiêu đề đó anh em. Thì anh em điện số đó hoặc là anh em nhắn tin Zalo số đó ha anh em. Chụp màn hình lại gửi cái số gửi cái lưỡi câu qua em lấy chính xác cho anh em ha anh em. Thì mẫu này mẫu ó nha anh em. Thì mở một loại gì này em đều có hai loại hai dòng nha anh em, đồng điện và đồng cỏ ha. Một loại gì đây thì em đều có hai dòng nha anh em, đồng điện và đồng cỏ ha anh em. Mẫu này mẫu mèo ốc anh em nè anh em, đẹp lắm ha. Thì lưỡi nào như lưỡi nấy nha anh em. Nhưng gì cái mũi ngạnh này vũ kỹ dữ lắm nha. Rồi thêm một mẫu nữa nha anh em, mẫu này cũng độc đáo lắm ha, mẫu số 3 ha anh em. Cộng đang cầm trên tay, cộng này cộng 2.2 anh em kéo cá từ 3 kg trở xuống ha. Cộng này nó thép nó cứng dữ lắm nha anh em, thép anh cũng tuyển chọn. Lúc trước em bẻ cũng nhiều loại lắm nha anh em, 5-6 loại đó. Mà sau dòng này dòng tiễn lại thì chỉ có loại này là anh em ưng ý nhất ha, anh em xài loại này ưng ý. Kéo nó không có quát nha anh em, không có lớn cũng không sợ ha. Thì anh em nhìn cái lưỡi thủ công em bẻ. Cái mũi với ngạnh cực kỳ luôn ha, lưỡi nào như lên ấy nha anh em. Em vũa kỹ lắm nha anh em, em làm kỹ lắm ha, một cái lưỡi câu gam làm là kỹ lưỡng lắm nha. Để giao về tay anh em ha, lưỡi câu về anh em là ưng ý liền nha anh em. Mẫu số 3 ha anh em. Rồi cái mẫu này mẫu huyền thoại nha anh em, mẫu huyền thoại mẫu móng heo nè. Mẫu này thì nhiều anh em thích lắm ha. Đẹp lắm nha anh em. Mẫu này cộng 2.8 nè anh em. Cộng này anh em kéo cá từ 3 kg trở lên nha nè. Thì mỗi loại đều có hai dòng nha anh em. Này là đồng điện, đồng cỏ ha, còn đồng điện nữa nha anh em. Hai dòng ha. Chữ câu này bán nhiều lắm nha anh em. Mẫu này anh em xài ưng ý lắm. Nó nhạy lắm, nhạy với nó cứng nha anh em, thép cứng dữ lắm nha. Xài cũng không sợ lục chơi ấy gì ha anh em. Bé. Kỳ luôn. Móng heo ha anh em. Rồi cái mẫu này là mẫu mẫu này mẫu gùa bên em ha anh em, mẫu gùa mà cái cộng này là cộng thép 2.2 nè anh em. 2.2 mà dài có 40 ha anh em. Bằng nó bằng ngón út ha anh em. Nhưng cộng này không gà bán nhiều lắm nha anh em, mua nhiều đó, anh em nhấp cá tượng ký cho xuống á. Anh em lấy thép này ha, cộng này ha anh em. Cộng này nó nhỏ nhưng mà nói cộng này nếu mà anh em mà lấy mà đi câu mấy con cá nhỏ, cá chê hay là anh em câu lương, câu lịch gì đó, hay là anh em cắm cá lóc á, anh em cắm hoặc là em cắm ếch rồi thì khỏi nói ha anh em. Cộng này thép lớn anh em, mà cái lưỡi câu nó đẹp cực kỳ luôn. Mấy cái lưỡi nhỏ này là em bẻ kỹ dữ luôn anh em bẻ một ngày là
tối đa là 4 5 lưỡi chứ không có nhiều ha, mấy cái lưỡi nhỏ này cho nó khó bẻ hơn lưỡi lớn lắm, ngày nó không bẻ nhiều được. Cái mẫu món hèo nãy nó có cộng nhỏ nữa nha anh em, cộng 2 ly 2, 2 ly 2, 2 ly 4, 2 ly 8, có đủ dòng cho anh em. Mỗi loại mỗi loại đều có đủ dòng, mà nó có hai loại ha, đồng điện và đồng cỏ anh em. Anh em nhìn mấy cái lưỡi câu này, nhìn cái mũi với cái ngạnh này đẹp không chỗ nói luôn nha anh em, không một chỗ chê luôn, miễn vàng luôn. Em em giao hàng toàn quốc nha anh em, chừng em điện hàng đặt hàng này em có để số điện thoại em trên tiêu đề đó, anh em điện thẳng số đó ha, hoặc là anh em nhắn tin số đó bên Zalo nha anh em, em gửi hàng về cho anh em ha, gửi lưỡi câu về ha. Mấy lưỡi này bán nhiều lắm nha anh em, em bán lưỡi câu cũng 4 5 năm này, bán đó người anh em ủng hộ nhiều lắm nha anh em, chất lượng lắm nha anh em. Em bán giá này thì có một số anh em nói là mắc, còn có anh em là nói rẻ, nhưng mà cái lưỡi câu nó mình mua cái giá này mà cái lưỡi câu nó ưng ý, mình xài lâu lắm nha anh em, mình xài lâu lắm ha. Lưỡi câu bên em thép cứng nữa, mình xài cũng không có trường hợp ít, nó quát lắm nha anh em ha. Sao mà mua mấy thép mềm mà nó yếu thì về bẻ là kéo mấy cá lớn nó quát liền ha anh em, nó này cứng lắm. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em ha, anh em thích mẫu nào thì chụp màn hình lại gửi qua em ha anh em. Mẫu này mẫu cộng thép 2 ly 2 dài 40 nha anh em, cộng này bán nhiều lắm ha. Mấy cộng này thì anh em mà lấy mà mình câu mấy con cá thì ngay luôn, nhấp cá lóc thì ok luôn nha anh em. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em lần sau ha, chúc anh em thật nhiều sức khỏe nha anh em.